Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa mà mình biết thời gian vừa rồi rất nhiều các anh em muốn biết cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này, đó là Jacna Francine Iris. Trước khi để nói về chủ đề chính của video này thì mình cũng phải chia sẻ với các anh em rằng mình là một fan của dòng Iris. Đến hiện tại bây giờ thì mình có khoảng 15-16 chai gì đó, ví dụ như giới thiệu nhanh qua các anh em Richard Roth, The Tea Trick. Đây là Iris da thuộc của mực, một sự blend mùi rất là sáng tạo của nhà Victor Roth, hoặc là Kenner Barcelona D600, mùi iris và gỗ, lốt woody và iris cũng khá là thú vị, hoặc là một những cái line của dòng nhà Prada. Nhà Prada thì luôn được đánh giá là rất là chuyên về những cái mùi dạng như kiểu iris nhẹ nhàng và sang trọng, và cùng với đó là những cái sản phẩm của nhà Dior cũng có iris cũng rất là hay đó. Thì như thường lệ, mình sẽ chia sẻ với anh em những cái điểm mình thích và những điểm mình không thích về chai nước hoa Jacna Francine Iris này. Ok, let's go. Đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là mùi hương của nó. Thực sự mình nói mình không hề thích cái top note của chai nước hoa này, thế nhưng mình lại thích cái dry down, cái base note của nó. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì cảm giác lúc đầu tiên khi mình xịt chai nước hoa này thì đó là một cái mùi floral nó quá là mạnh và đôi khi và nó cảm giác cho mình giống như một mùi soapy xà phòng hăng và mix cùng một chút powdery. Với cái cá nhân của mình thì ở đây mình thấy nó có một nét tương đồng khoảng 30-40% với Amart Reflection. Thế nhưng chai nước hoa này thì nó dạng floral woody, có nghĩa là nó có thêm gỗ thì mùi nó sẽ đậm hơn và dày hơn. Còn chai nước hoa này là một nhóm của musk floral, xạ hương và hương hoa, cho nên mùi nó thanh hơn và nó mạnh hơn so với Amart Reflection. Và thực sự mà nói thì mình không hề thích cái top note của chai nước hoa này, nó quá là, đối với cá nhân của mình nó hơi sốc, người một dạng xà phòng. Nói chung là mình không hề thích cái top note của chai nước hoa này, thế nhưng cái dry down của nó, cái base note của nó thì mình lại khá là thú vị, bởi vì nó sẽ kết hợp giữa musk và một chút powdery, một chút soapy đúng hơn, và nó tạo ra cái mùi hương khá là độc đáo. Nó khác hẳn hoàn toàn với chai Iris mình đã từng được ngửi, mềm mại và nhẹ nhàng, rất là thú vị. Do đó điểm đầu tiên mình thích ở chai nước hoa này đó là cái mùi hương của nó, đặc biệt là cái dry down của nó, chứ không phải là cái top note của chai nước hoa này. Điểm mình thích thứ hai chai nước hoa này đó là nếu như có một cái list top fragrance in house indoor, đó là top, nó đã nói nôm na là những cái top những chai nước hoa mà sử dụng trong phạm vi hẹp, không gian hẹp, thì chắc chắn Francine Iris này sẽ phải có ở trong cái list đó, bởi vì cái mùi hương này cực kỳ thích hợp trong một môi trường hẹp, ví dụ trong đi làm chẳng hạn, hoặc là các anh em ngồi hẹn hò cà phê ở trong một cái phòng nho nhỏ xinh xinh, thì Francine Iris này rất thích hợp. Và mình chắc chắn là nếu như có một cái cuộc bình chọn list fragrance indoor thì Jacna Francine Iris phải nên có đó. Và cái điểm thứ ba mình thích ở chai nước hoa này đó là khả năng lưu mùi của nó thực sự là khủng khiếp. Về tỏa mùi của chai nước hoa này thì nó dạng một gần như đạt đến level là skin scent đó, nó chỉ hơi một chút thôi, tỏa gần thôi, thế nhưng cái độ bám mùi chai nước hoa này thì phải nói là khủng khiếp. Vì mình khi mình test thử ngày hôm trước và ngày hôm sau, mình sau đó mình rửa tay thì mình tắm, nhưng mà đến tận ngày hôm sau thì mình vẫn còn thấy cái mùi xạ của nó và một chút soapy của mùi hương này nó bám trên da của mình rất là khủng khiếp. Do đó mình đánh giá rất là cao cái khả năng bám mùi của chai nước hoa này. Tổng kết lại ba cái điểm mình thích ở chai nước hoa đó là cái mùi hương của nó, đặc biệt là cái dry down của nó, chứ không phải là cái nốt mở đầu của chai nước hoa này. Như mình đã nói, cái nốt mở đầu của chai nước hoa này đối với mình là nó hơi sốc, cái mùi soapy và một chút powdery. Mình không thích top note, nhưng cái dry down của nó thì mình thấy rất là ok. Điểm thứ hai đó là đây là cái best choice, một trong những best choice của mùi hương sử dụng trong không gian hẹp. Và điểm thứ ba đó là khả năng bám mùi của nó rất là ok. Vậy điểm mình không thích ở chai nước hoa này là cái gì? Thực tế mà nói thì đây là một cái mùi hương rất đơn giản, nó không có cái gì là quá là phức tạp cả. Và cái điểm mấu chốt của vấn đề là nó cũng đơn giản như những cái quyết định của các anh em khi mà cảm nhận mùi hương của chai nước hoa này. Thì như hôm trước mình đã post lên status, mình khoe với các anh em là Jacna Francine Iris, thì cũng có những anh em thích mùi hương chai nước hoa này. Và phải thú thật là mình đã test với 5 người ngửi mùi hương của chai nước hoa này, và tất cả đều không thích mùi hương của chai nước hoa này. Thậm chí là có những người khi mà ngửi cái nốt mở đầu của chai nước hoa này đã chạy luôn, không muốn ngửi lại lần nào nữa. Thì
Điều mình muốn nói đây là cái gì? Đây là một chai nước hoa một dạng hoặc là thích hoặc là không thích, chứ không có cái lưu trình ở giữa là ok có thể miễn cưỡng dùng được. Thì thực tế chai nước hoa này là mình thấy gần như là không thấy có ở cái điểm giữa đấy, mà nó chỉ là thích hoặc không thích. Nếu như anh em người mà cảm thấy thích thì sẽ rất là ok, và nếu như không thích thì sẽ cực kỳ ghét chai nước hoa này. Do đó nếu như anh em nào đang quyết định mua chai Frantic Iris này thì hãy phải nên cân nhắc thử mùi trước khi mua, bởi vì nếu không anh em hoàn toàn có thể bỏ ra một số tiền rất rất là lớn và thu về là một chai nước hoa mình rất là ghét. Bởi vì giá của chai nước hoa này hiện tại sấp xỉ 6 triệu, không phải là một cái chuyện đơn giản. Và mình cũng chia sẻ thêm là 2 năm trước đã có một bạn khi mà mua chai nước hoa này cũng đã giao bán, và thời điểm đó là mình cũng đã inbox mình hỏi, nhưng sau đó thì mình đã quyết định mình không mua. Đó, thì đây cũng là một cái để các anh em tham khảo thêm trước khi quyết định mua chai nước hoa này. Tổng quan lại, đây là một chai nước hoa cực kỳ thích hợp dùng trong ở không gian hẹp như mình đã nói. Nó rất là ok, nó rất là thú vị. Thế nhưng so với cái mức giá của nó mình bỏ ra để mua thì đối với cá nhân của mình thì mình nghĩ là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cá nhân của mình hơn nhá. Bởi vì mùi hương này thực tế mà nói thì nó có hơi thiên hướng về nữ tính một chút. Do đó là mình cảm thấy mình không thích cho lắm. Mình hoàn toàn có thể bỏ ra mua Prada Lolon cũng có sử dụng Parinote. Và chai nước hoa này thì nó lại có thêm Amber, cho nên mùi hương nó có cái nét nam tính hơn và nó cũng có cái nét sang trọng đó. Còn ở chai nước hoa này thì tất nhiên rồi, đây là tùy từng gu của mỗi người. Và điều mình chỉ muốn nói đó là hãy thẩm mùi chai nước hoa này trước khi mua. Còn nếu không, anh em hoàn toàn có thể bỏ ra mất một số tiền rất là lớn và đổi lại là một chai nước hoa mà mình thật sự là mình không ưng ý luôn. Đó, đấy là những cảm nhận của mình về chai nước hoa Jacna Frantic Iris. Thì trên đây là những cái cảm nhận của mình về chai nước hoa của nhà Jacna. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có chịu, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.